One Piece 1044 cộng, quyền năng vượt trội của Shanks, tráo quỷ muốn gì được nấy. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tomanga. Công bố tên thật của trái comer và Zamat Kefip, không quá bất ngờ khi Trump 1044 lại hot tới như vậy. Và không thể phủ nhận chap này là chap hay nhất lịch sử Asoano. Và mình xin cập nhật lại một chút về thành tích của Chap 1044 #OnePiece1044 đã từng lọt top 1 trending toàn cầu trên Twitter và trụ trong top 10 cụ thể là top 9 sau 10 giờ phát hành. Một thành tích cực kỳ đáng nể mà thường chỉ có những người nổi tiếng, tổ chức hoặc là sự kiện có sức ảnh hưởng cực lớn trên toàn cầu mới có thể làm được. Cho thấy là One Piece, dù là bộ truyện có tuổi đời mấy chục năm, nhưng mà chưa bao giờ giảm nhiệt và tương lai sẽ còn gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa. Quả thực là hiệu ứng của trái Hito Hito model thần mặt trời Nika có sức công phá quá kinh hãi, khi Oda có màn quay xe chấn động nhất lịch sử One Piece. Từ trái Comer, một trái cao su bình thường thuộc về hệ Paramecia quay ngoắt thành doan thần thoại Hito, Hito với tên gọi là của một vị thần. Để nỗi mà làm cho các fan One Piece lâu năm phải ngạc nhiên khi nhận ra chúng ta đã đọc sai tên ác quỷ của nhân vật chính suốt hơn 20 năm phát hành bộ truyện. Theo như trang 1044, Luffy sau khi trở thành thần mặt trời Nika đã đập cài đồ như con. Nhờ thức tỉnh ác quỷ truyền thuyết, một ác quỷ được mệnh danh là thứ sức mạnh lố bịch nhất thế giới, hay hiểu đơn giản hơn là mạnh nực cười nhất thế giới. Bên cạnh trái Yami là trái tà ác nhất và trái Kura là trái đáng sợ nhất, Điều này chắc hẳn sẽ thôi thúc chúng ta đặt ra câu hỏi rằng trái Nika có những quyền năng vượt trội nào khác biệt với tất cả các trái quỷ khác. Để nỗi mà làm cho một thế lực hùng mạnh nhất thế giới là One Piece như là chính phủ cũng phải thèm khát suốt 800 năm, tìm đủ mọi thủ đoạn, cách thức để chiếm lấy nhưng mà đều thất bại. Theo như trăm không bốn bốn, đó là một trái quỷ muốn gì được nấy, trái quỷ của tự do. Và để không khí nóng hơn nữa, chúng ta hãy cùng khởi động bằng cách quyền năng vượt trội của trái Nika, trái quỷ của trí tưởng tượng. Như mình đã từng nói là trái Nika hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của chủ nhân để phát huy năng lực, một trái ác quỷ của tự do. Và chính vì điều này đã khiến nó giống như một trái ác quỷ toàn năng vậy. Và phần này thì mình muốn làm rõ hơn về thứ quyền năng vượt trội này của Nika. Đầu tiên là Oda đã từng gợi ý về việc Luffy liên quan đến mặt trời qua hoa văn trang phục của Luffy ở Hayas và Dressrosa và tàu Thousand Sunny. Cũng như Toki trước khi chết từng nói, bình minh rồi sẽ ló dạng và Hiyori ở chap mới nhất cũng từng nói, bình minh rồi sẽ tới mà hình tượng bình minh chúng ta đã quá rõ là ám chỉ Luffy, người duy nhất chiến được với Kaido. Yamato cũng từng nói Momo là người mang thế giới đến với bình minh. Có thể hiểu tức là mang Luffy tới Wano để giải phóng nơi đây khỏi sự áp bức của Thứ Hoàng. Cũng như Luffy ở dạng Gear 4 đã thay đổi hình dạng khá đáng kể so với kia Second và Third, để nỗi mà Hyogoro nói rằng Luffy trong hình dạng này như một vị thần. Vì là trái doan thần thoại mang tên thần mặt trời, nên liệu có thể đặt ra giả thuyết rằng khi mặt trời lên, Luffy khi thức tỉnh, sức mạnh sẽ được tăng lên gấp bội, giống như Escanor của thất hình đại tội hay không. Trái xoan thần thoại của Luffy rất đặc biệt khi mà bản chất là Doan nhưng lại có năng lực của Paramecia. Khi chắc mới nhất, Luffy có thể biến môi trường xung quanh thành cao su như là Paramecia thức tỉnh vậy. Đặc tính của Paramecia của trái xoan thần thoại của Luffy cũng rất đặc biệt. Chúng ta đều biết chỉ có Mochi mới có thể chuyển hóa cơ thể như Loza, dù bản chất là Paramecia. Đó là trái para đặc biệt các trái paramecia khác biến cơ thể thành đồ vật mang tính chất của trái quỷ đó, chứ không biến đổi cơ thể hoàn toàn thành chất khác như là trái quỷ truyền thuyết của Luffy. Khả năng có giãn của Luffy là mặc định dù có dùng năng lực hay không. Như lúc ở Alon Park, cổ của cậu có thể kéo dài ra để thở. trái quỷ của Luffy kỳ lạ hơn các trái Paramecia khác và cũng như là trái doan thần thoại kỳ lạ hơn các trái thần thoại khác. Trái doan thần thoại Hito Hito có thể nói là từ đầu chuyện đến nay chỉ có duy nhất ba nhân vật được ăn là Segoku, cáo Unimaru và Luffy. Tuy nhiên hai người còn lại đều bật tắt được năng lực giống với các trái doan khác, nhưng Luffy thì không. Có thể nói là bất cứ giây phút nào Luffy còn tồn tại trên đời, cơ thể của cậu đều là cao su và không thể bật tắt được. Đó đã trở thành đặc tính cơ thể của cậu mãi mãi từ lúc 7 tuổi cho tới nay. Nói cách khác, tính chất đặc biệt của Doan Thần Thoại không biến hình vẫn có thể sử dụng năng lực như Kaido dùng giữa vân khi ở dạng người. Marco dùng lửa hồi phục khi ở dạng thường. Do đó Nika ở dạng bình thường vẫn có thể trở thành cao su nhưng mà khác ở chỗ là trạng thái cao su của Luffy là vĩnh viễn, không thể bật tắt, còn những người khác thì có thể điều khiển nó tùy ý. Theo lời của chính phủ thì mỗi chai doan đều có ý chí riêng của nó, đó là lý do khi kết hợp với vũ khí, chúng đều có suy nghĩ riêng biệt. Và doan thần thoại có lẽ sẽ làm chủ nhân của nó thông minh hơn, như việc trái Nika có thể trốn tránh chính phủ suốt 800 năm. Shanh chắc hẳn đã biết được bí mật của trái Nika nên cho dù hải tặc rất ngại đối mặt với chính phủ, ngay cả tứ hoàng, trước khi đó là tình thế bắt buộc mới phải chậm chán nhưng Shanks sẵn sàng liều mạng tấn công tàu của đặc vụ chính phủ chỉ để cướp một trả quỷ mang tới biển đông thì bị luffy vô tình ăn được có thể thấy nika đã lựa chọn luffy là chủ nhân thay vì Shanks. ngoài việc tăng cường thể chất lên cấp số nhân và sự linh hoạt như ngũ lão tình đã nói là tăng cường sức mạnh và sự tự do trái nika mang đến sự hồi phục khủng khiếp giống như các trái doan thần thoại khác khi thức tỉnh dù có bị thương nghiêm trọng hay là hết sạch sức lực thì doan thức tỉnh cũng sẽ hồi phục nhanh chóng mà không cần đánh đổi bất cứ thứ gì vì đó là bản chất của nó đúng vậy có khi còn bá hơn hồi phục của trái sorcerer của Big Mom khi bà ta phải dùng đến tuổi thọ để tiến hành nó trong tập 42, Luffy đã hoàn toàn kiệt quệ, thân tàn ma dại và ở trong trạng thái chỉ có 1% sống sót nên là việc Luffy đứng dậy một lần nữa là chuyện không thể nào nhưng Oda đã biến chuyện không thể thành có thể khi mà chuyển hệ Paramecia thành Doan thần thoại sự thức tỉnh của Doan là cường hóa sức mạnh và sự hồi phục đến mức đáng sợ đã cứu Luffy từ 1% sống sót đến khỏe mạnh như chưa hề có gì xảy ra. Trong năm Crocodile đã nhắc đến việc này. Dạng kia phíp của Luffy chính là dạng lai. Khi mà Luffy không thay đổi nhiều về ngoại hình mà chỉ thêm ngọn lửa trên đầu và giải lụa hơi khói giống như dạng lai của Yamato. Ngoại hình trông dễ thương hơn với lông mày xoắn và con người tròn xoe và có thể bay mà không cần dùng kia Mình nghĩ là với trái của Luffy, thay vì dạng thú, người, lai như những trái khác thì Luffy sẽ có ba dạng là người, lai gồm nửa thần như kia phíp và thần với dạng thần thì có thể Luffy sẽ trông y hệt như Nika trong trí tưởng tượng của Hutsu Vì Luffy vẫn chưa biết là trái komo mơ là trái hệ doan Nên cần phải chờ át sau để Luffy khai mở Do đó thì vẫn có cái để Luffy nâng cấp ở át sau nhưng mình đã nói thì các doan thần thoại khác trong chuyện Đều được Oda dựa trên những gì đó ở ngoài đời Như là các sinh vật thần thoại như rồng, phượng hoàng, sói thần, hồ ly Nhưng trái Nika thì lại khác Khi nó không dựa trên bất cứ thứ gì mà do Oda tạo ra Một thứ chỉ dành riêng cho One Piece do đó Nika, một vị thần của sự tự do, chỉ hoàn toàn tồn tại trong thế giới One Piece. Một sức mạnh trong trí tưởng tượng của tác giả. Tác giả đã dẹp bỏ hết tất cả các tính hợp lý, dẹp bỏ hết mọi định luật, định lý khó nhằn mà khiến bản thân dễ dàng hơn trong việc nâng cao sức mạnh nhân vật chính theo cách này. Sức mạnh của Nika muốn buff kiểu nào cũng được. Tác giả đã tự tạo con đường đi cho mình bởi việc cho nó muốn gì được đấy. Kaido tự nhận xét, Cao Su không thể đổi hướng chuyển động như ý muốn như Hydra của Luffy. Do đó có lẽ Cao Su bản chất chỉ có dẻo và đàn hồi là hết còn việc nó kháng được xét theo địch của thần sấm Inel là một sự vô lý. Chưa kể dùng chân làm máy bơm tăng tốc độ lưu thông máu, thổi hơi vào cánh tay khiến nó to ra, tăng sát thương thay vì giảm như lý thuyết thổi bóng bóng. Làm được những điều đó khiến Luffy như thể vượt qua giới hạn của một con người. Như Rob Lucy từng nói, nếu như Luffy không phải là người cao su thì đã chết từ lâu. Chiều Red Hawk của Luffy tạo ra dùng để tưởng nhớ anh trai, khiến cánh tay bốc lửa dưới nước theo một cách đúng kiểu theo ý muốn của mình. Mà bất chấp định lý định luật chứng tỏ nó có quyền năng vượt trội rồi chưa kể có nhiều dạng như là bautman, Stackman, đặc biệt là chainman khi mà luffy có thể ngầu nguyên hết tất cả các bánh quy của cracker như ý muốn và tiêu hóa hết nó một cách khó tin trong thời gian ngắn những điều trên vượt xa khả năng mà trái quỷ bình thường như cao su có thể làm những điều luffy làm phải nói là khó tin khi chỉ cần luffy muốn mọi thứ trên cơ thể đều chiều theo ý của luffy như thể cậu dùng tưởng tượng để nắn cơ thể mình vậy và đó chính là khả năng muốn gì được nấy của nika trái nika có thể biến hóa cơ thể vật và sinh vật mà nó chạm vào theo ý muốn. Đó là lý do không chỉ Luffy giống hoạt hình mà Kaido cũng như vậy. Bình thường thì Luffy đã có đặc tính cao su, miễn nhiệm với đòn tấn công vật lý hay súng đạn, đại bác. Nhưng mà gặp Haki mạnh hay đá biển thì vẫn bị ảnh hưởng nặng nề giống như các trá quỷ khác chứ không có quyền năng tới mức kháng được hai khắc tinh này. Nên đây sẽ là điểm yếu có thể khai thác để làm khó trá quỷ truyền thuyết trong trận chiến với chính phủ. Được dự đoán là sẽ xảy ra ở cả sau. Trong bởi nhất, Luffy biến tay mình to đến mức nắm được Kaido một cách dễ dàng. Có thể thấy khi ở kia Fifth, Luffy điều khiển cơ thể như ý muốn của mình. Biến to hay nhỏ dễ dàng mà không cần có sự tác động ngoài luồng như là thổi khí hay là bơm máu như các kia trước. Một sức mạnh phụ thuộc vào trí tưởng tượng tuyệt đối, một thứ sức mạnh cực kỳ tự do, như một bộ phim hoạt hình, đặc biệt là Tom and Jerry. Đây mà các định luật, định lý là vô nghĩa. Oda đưa yếu tố hoạt hình để mô tả Nika, về thứ sức mạnh phi lý nhất thế giới. Đã có rất nhiều người nói rằng Oda dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry tham khảo và lấy ý tưởng để vẽ nên trận chiến của Luffy và Kaido ở chap 1044. Chúng ta đều biết, trong mặt hình không có bất kỳ sự logic nào trong đó, nhất là Tom và Zari, khi mọi thứ trong đó đều có thể xảy ra, cũng giống như trái Nika vậy, có thể là mọi thứ nó muốn như kiểu cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Đúng chất là một trá quỷ tự do. Trong 1044, khi mà Luffy phóng to cánh tay, nắm lấy thân Kaido từ dưới lâu đài lên mái vòm như bắt lươn, có thể thấy rất giống với một cảnh trong Tom và Zari. Khi Luffy xoay Kaido quay vòng vòng, cũng rất giống một cảnh trong tập phim khi anh họ Jerry đến giúp Jerry đập băng đảng của tôm. Cũng như là khúc đập Kaido ra bã xuống mặt đất như con. Cho đến chi tiết hài hước nhất là mắt của Kaido và Luffy rất giống với tôm. Oda đã cố ý áp dụng những đặc trưng cho phim hoạt hình đưa vào One Piece. Đặc biệt là Tom và Jerry đã nói lên sự muốn gì được nấy của Nika. Điều này vừa làm cho One Piece thêm vui nhộn và thú vị mà còn khiến nó ấn tượng hơn. Ngoài sức tưởng tượng của fan, có thể thấy là Nika không chỉ tác dụng lên cơ thể của Luffy mà còn tác dụng lên Kaido khi sự hoạt hình hóa diễn ra trên cả hai. Đúng là quá ở ma Canada. Đúng là qua bàn tay của Oda thì bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra trong One Piece. Điều này càng khiến mình ngóng chờ hơn ở chắp sau ra Oda sẽ làm gì đây. Và cũng chính nhờ điều này, quả thật đã khiến trận chiến của Luffy và Kaido hay hơn và gây ngạc nhiên gấp bội lần. Chúng ta đều biết, giai đoạn hiện nay vô cùng quan trọng vì nó quyết định rằng Asano có hay như lời tác giả nói hay không. Nhưng mà theo như những gì diễn ra như hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng Asano sẽ là As hay nhất lịch sử của One Piece. Và đây là những nhận định của mình về quyền năng vượt trội của Chanika. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và nếu thấy hay, hãy cho Tom Manga một cái like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.